tôi phải ghi âm cái ngại nhá. Ông ghi âm đi. Anh bán đấy. Lôi nhau ra tòa vì đánh chuột không chết. Vụ việc hy hữu này đang gây xôn xao dư luận tại một vùng quê của tỉnh Hải Dương. Bị đơn, hợp tác xã nói lúa mất mùa vì chuột không chết. Do đó, tổ đánh bắt chuột phải đền bù thiệt hại và không được nhận tiền công. Trong khi đó, nguyên đơn là 3 người dân trong tổ đánh bắt chuột lại cho rằng chuột chết hay không, lúa được mùa hay không còn do nhiều yếu tố khác nên khởi kiện ra tòa. Tòa Nhân dân huyện Nam Sách đã nhiều lần tìm cách hòa giải, nhưng các bên vẫn không tìm được tiếng nói chung, vì bên nào cũng có cái lý của riêng mình. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì một vụ việc hy hữu đã xảy ra ở xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương. Do không đồng ý với cách thức giải quyết của hợp tác xã dịch vụ Cộng Hòa mà 3 người nông dân ở đây đã khởi kiện hợp tác xã này ra Tòa Nhân dân huyện Nam Sách để tìm công lý cho bản thân mình. Cụ thể thì 3 người dân thôn Cổ Pháp đã khởi kiện hợp tác xã dịch vụ Cộng Hòa vì không trả hơn 60 ngày công rải thức ăn để diệt chuột trong mùa lúa năm 2017. Trong khi đó, bị đơn là hợp tác xã dịch vụ Cộng Hòa lại cho rằng các hộ dân này không hoàn thành nhiệm vụ bẫy chuột khiến mùa màng của họ bị ảnh hưởng và hợp tác xã thì phải đền bù cho người dân. Do đó, các hộ làm dịch vụ bẫy chuột phải đền bù lại cho hợp tác xã. Và để trao đổi về vụ việc này cũng như là các vấn đề tranh chấp pháp lý ở nhiều vùng nông thôn hiện nay, chương trình Chuyện của làng tuần này đã mời đến trường quay nhà báo Trịnh Bá Ninh, là nguyên phó tổng biên tập báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin được cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh đã đến tham dự cùng chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi bước vào phần trao đổi với nhà báo Trịnh Bá Ninh, mời quý vị khán giả cùng theo dõi phóng sự mà các phóng viên của kênh VTC16 thực hiện tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương. Tôi phải ghi âm cái này nhá. Ông ghi âm đi. Nhưng mà đấy. Chứ biết như thế này à? Một ngày chúng tôi không thể làm, tôi nói thẳng đấy. Ông nghỉ rồi. Được mời lên xã để hòa giải vụ việc đền bù do bẫy chuột nhưng chuột không chết. Tuy nhiên, buổi hòa giải lại trở thành một buổi tranh cãi to tiếng. Từ cái đám ở đây làm việc không phải đến chỗ cãi nhau, ai cùng được kẻ nói có người nghe, chỉ cần bình tĩnh nhé. Thế còn nếu đang cãi nhau thì tôi cho công an đuổi ra. Trước đó, vụ lúa mùa năm 2017, tổ đánh bắt chuột của thôn Cổ Pháp gồm 5 người dân do ông Trần Văn Họ làm tổ trưởng đã được hợp tác xã dịch vụ Cộng Hòa thuê diệt chuột. Ông Họ là người ký hợp đồng thuê diệt chuột và trực tiếp trộn hóa chất vào thức ăn với giá 2.000 đồng trên một xào, sau đó chia cho các thành viên đi giải. Tuy nhiên, khi nghiệm thu, diện tích lúa bị mất mùa lên tới hơn 3 hecta. Hợp tác xã dịch vụ Cộng Hòa lấy lý do là vì chuột cắn nên tổ diệt chuột thôn Cổ Pháp phải đền số tiền hơn 41 triệu đồng. Vậy là hợp tác xã này bắt mỗi người phải trả là hơn 8 triệu đồng. Công thu là 2.000 đồng trên xào, đền chuột phá là 800.000 đồng trên xào mất trắng. Lúc đầu khi nghiệm thu xong thì họp công lại về tình hình, là báo là cái tình hình chuột bọ của các thôn lên là cái năm đấy hầu như là đều bị lộ cả. Không cứ thì của Pháp thì cũng trao đổi với đồng chí Phong đấy, đồng chí Phong nào mà thôi bây giờ thì một lúc giả ngay là không giả được, không giả hết được, phải bố trí là giả dân thành hai vụ, vụ mùa 2017 giảm ít thế và vụ chiêm 2018. Trong 5 thành viên tổ diệt chuột thôn Cổ Pháp thì 2 thành viên là vợ chồng ông Họ đã chấp nhận đền bù. Theo ông Họ, việc phân chia công việc với 4 thành viên chỉ bằng miệng, không có văn bản. Lúc đấy là chúng tôi họp ở cái tổ bé thì mình cũng không nên làm văn bản, bởi vì Nam thì phải thứ nhất là phải thôn giao cho, với xã giao cho ông tổng giám, ông giám đốc ông Nam, chứ mình làm sao mình ở cái cấp thôn là mình ký hợp đồng. Mình chỉ nhận cái đấy là về mình triển khai anh em cùng làm. Tuy nhiên, 3 thành viên không chấp nhận đền bù thì cho rằng mình chỉ đi làm thuê cho ông Họ và không ký hợp đồng giao khoán nào với hợp tác xã. Ngay cả mồi diệt chuột thì do ông hộ trộn, chứ 3 thành viên này chỉ được thuê đi giải thôi. Do vậy, hợp tác xã vẫn phải trả tiền công cho họ. Thế thì ở đây thì bởi vì chúng tôi chỉ là người đánh thuê thôi. Bao giờ có mồi mời không lấy mồi đi giải. 2.000 là thuê ông Họ là trưởng ban kiểm soát đảo mồi và ngâm góc. Thế còn trả anh em 18.000 là thỏa thuận, chứ không anh em không đòi, biết đâu mà đòi. Chứ còn riêng về cái chuột này tôi nói anh em biết này này. Còn ông Phải với ông này ông nói hợp đồng với ai bất cứ đâu tôi không biết. Nhưng mang cái hợp đồng 5 người chúng tôi hay 3 người chúng tôi thì còn 2 người kia không ký. Có chữ ký của chúng tôi ngày mai bán nhà 100 triệu hay 200 triệu tôi trả luôn. Tôi không phải lên tòa án tỉnh với huyện với trung ương làm gì cả.
mặt chuột cả đồng đường. Hay cái năm đấy nó kết hợp cả đồng đường toàn nước mình chứ không riêng một cái huyện cái tỉnh nào. Thế nhưng thực ra thì về là tất cả hợp tác xã dịch vụ cùng với thôn tổng hợp thì anh em chúng tôi không tổng hợp thì chúng tôi không nắm được cái chỗ đấy. Sự việc vừa rồi trong phóng sự cho chúng ta thấy một thực tế là người dân ở đây đang lôi nhau ra tòa bởi vì đánh chuột không chết. Tôi nghe có vẻ như đây là một câu chuyện mang tính châm biếm và hài hước đúng không nhà báo Trịnh Bá Ninh? Không phải đâu, bởi vì đã là hợp đồng dịch vụ ấy. Tức là bây giờ thì ở nông thôn cái gì cũng phải định lượng ra bằng tiền. Nó khác ngày xưa, làm giúp nhau, làm đổi công. Bây giờ là mọi thứ định bằng tiền. Cho nên cái việc là đánh chuột không chết hoặc anh phun thuốc sâu mà thuốc sâu là giả mà không chết lúa chẳng hạn là tôi có quyền bắt đền anh. Đấy, hoặc là người dân bắt đền hợp tác xã, hoặc là hợp tác xã bắt đền cái ông nào mà tôi thuê ông ấy để làm. Cái chuyện ấy tôi cho rằng là cái yếu tố ở đấy nó có một cái hay ở chỗ là nó văn minh rồi. Tức là mọi việc là nếu không có gì thì có một nơi giải quyết để tránh sự xung đột, để tránh sự gọi là mâu thuẫn làng xóm rồi thậm chí sinh ra án mạng cứ đưa nhau ra tòa vì đây là vấn đề dân sự. Đấy, dạ. Cái này nó thuộc vấn đề dân sự. Dạ. Đưa tòa tôi thấy là văn minh hay. Vậy là bây giờ là chuyện của làng là không chỉ là câu chuyện về ân tình hay là tình nghĩa giữa những con người với nhau nữa mà chuyện của làng bây giờ là sẽ được đề cập ở một cái khía cạnh mới là chuyện của pháp luật với những cái giao kèo khế ước đúng không ạ? Vâng, nó gọi là về lý và về tình cơ mà. Đấy, dạ. Tức là nó phải nó hợp lý và thuận tình thì mới được chứ. Anh quá tình không thì anh lại trở thành duy tình, mà anh quá lý thì thành duy lý. Hai cái đó đều bị cực đoan cả. Tôi cho rằng lý tình là nó phải rõ ràng. Dạ vâng ạ. Khi mà nói đến cái lý thì tôi cũng xin được trích đọc lại cái báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Cộng Hòa liên quan đến vấn đề này về lý do vì sao mà hợp tác xã đã không thanh toán tiền công cho tổ đánh chuột. Hợp tác xã Dịch vụ Cộng Hòa cho biết là có giao cho một số cá nhân đánh bắt chuột tập trung và kết thúc vụ mùa năm 2017 đó. Thì hợp tác xã đã họp và kết luận là vụ mùa này đã bị thất thu bởi vì ảnh hưởng của các cái con chuột này. Số tiền phải đền bù cho dân do chuột phá hoại mùa màng lên đến cái số tiền đó chính là 70 triệu đồng. Quả thực là cái số tiền không hề nhỏ đúng không ạ? Và theo tính toán của hợp tác xã thì nhóm dịch vụ thì phải là lời ăn thì lỗ chịu. Vì vậy chuột không chết, lúa mất mùa thì tiền công bị lỗ là nguyên đơn phải là cái người chịu trách nhiệm. Vậy thì theo nhà báo Trịnh Bá Ninh, ông bình luận như thế nào về giải thích này của hợp tác xã? Ở đây thì nó không hợp lý ở chỗ này. Lời ăn lỗ chịu là phải thế này chứ. Tức là tôi khoán cho anh một thửa đất nào đó. Yeah. Đấy. Anh cứ làm lời ăn lỗ chịu, tức là mỗi năm anh trả cho tôi 100 cân thóc, còn đôi lời lãi anh chịu. Chứ ở đây nó là hợp đồng dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ thì không có khái niệm là lời ăn lỗ chịu được. Nếu lời ăn lỗ chịu là phải là các hộ gia đình dân khoán cho hợp tác xã dịch vụ rằng tôi khoán cho ông lời ăn lỗ chịu thì lúc đó là giữa khoán giữa người dân với hợp tác xã dịch vụ không thể khoán cho ba ông làm một công đoạn nào đó trong cả một cái dây chuyền sản xuất bảo là lời ăn lỗ chịu được. Khái niệm lời ăn lỗ chịu trong trường hợp này là không hợp lý, không đúng. Yeah. Đấy, tôi cho rằng đây là một cái hình thức khoán, người ta gọi là khoán việc. Tức là trong quá trình khoán người ta có tôi khoán việc cho ông. Khoán việc tôi làm đúng việc, ông nghiệm thu công việc xong rồi thì ông phải trả tiền tôi. Thế nó rõ ràng, chứ còn cái chuyện mất mùa hay là việc mùa đấy nó lại là ở cái cuối cùng của một cái dây chuyền sản xuất. Đấy, tôi khoán việc cho ông là tôi khoán cho ông một cái việc này. Thế ông làm cho đúng việc này tôi làm xong, anh cử người ra nghiệm thu xong là khoán việc, người ta gọi có khoán việc này, khoán gọn này. Đấy, tức là anh có hai hình thức, hoặc là khoán gọn hay là khoán việc, thế phải dành mày. Đấy, khoán gọn thì tôi cũng cho với anh rằng này, tôi khoán gọn cho anh là vụ này anh phải đánh ngần này cánh đồng chuột cần diện tích đây, còn chuột chết hay không hai là việc khác nhau nhá. Vấn đề thuốc chuột thế nào nhá, hai là cái người nông dân như người ta có chấp nhận là có nhận hay không, bây giờ làm sao người ta dám nhận được. Tức là tôi không thể nào đảm bảo rằng là tôi sẽ bảo đảm chuột không thể cắn ruộng nhau, không ai dám ký một hợp đồng như thế, tôi khẳng định với anh thế. Vậy là cái cụm từ lời ăn lỗ chịu khi bây giờ nó mới được xuất phát là một cái điều bất hợp lý trong cái câu chuyện của cái ngôi làng này đúng không ạ? Và tôi cũng có một cái thông tin xin được chia sẻ thêm là trao đổi với phóng viên của chúng tôi thì người nông dân họ biết và họ cho biết là họ không hề biết cái thỏa thuận này là lời ăn lỗ chịu này nó xuất phát từ đâu. Và rõ ràng là khi ký hợp đồng thì rõ ràng là không có mặt của ba bên nữa. Thì rõ ràng đây là một cái kẽ hở lớn trong cái việc mà người nông dân làm hợp đồng với hợp tác xã hay sao, và nó dẫn đến những cái hệ quả như thế nào thưa nhà báo? Không, hợp đồng thì nó có hai hình thức, không cần ba bên. Hợp đồng là dân thì bây giờ tôi thuê anh hợp tác xã dịch vụ. Hợp tác xã dịch vụ lại phải tổ chức thì tổ chức bằng cách tôi thuê lại. Tôi bê phải đây, tức là tôi thuê lại nông dân đánh làm từng công đoạn tôi, vì hợp tác xã dịch vụ thì làm sao mà làm hết việc được, thì lại phải đi thuê cày này, thuê rồi người ta gieo xạ này, rồi thuê là phun thuốc trừ sâu, rồi thuê cái việc đấy là bình thường hợp tác dịch vụ.
anh hình dung là xã Cộng Hòa, tôi biết là đây là xã lớn nhất của huyện Nam Sách, rất nhiều thôn và rất lớn, và đây là phải nói thật với anh là có cái truyền thống, đã hợp tác dịch vụ người ta cũng có những truyền thống để ký kết những hợp tác xã rồi làm lò gạch rồi vân vân rất nhiều năm thế. Nhưng trong trường hợp này ấy, thì hợp đồng nông dân thì không biết là, còn nếu ba hộ nông dân này ấy, ký hợp đồng với hợp tác xã thì có thể hợp đồng miệng cũng được, trong quy định là có thỏa thuận miệng được, nhưng nó phải có người làm chứng thỏa thuận, phải có người làm chứng, không người làm chứng thì anh không thể lời ăn lỗi chịu được. Lời ăn lỗi chịu nó làm sao mà trong cái hợp đồng này mà lời ăn lỗi chịu được, tức vậy là người nông dân họ nói rằng là họ không biết được cái điều khoản là lời ăn lỗi chịu trong hợp đồng, nên như vậy là họ có quyền không được đền bù, là đúng hay sai? Rất khoát hợp tác xã phải đền bù cho người dân, bởi vì ở đây trong trường này tôi cho rằng ở đây là hợp đồng công việc rồi, tức là hợp đồng đánh chuột, đó là hợp đồng công việc. Một năm một vụ anh đánh chuột tôi 2 lần đấy, thì anh đánh chuột, thế còn chết hay không thì làm sao tôi dám chịu nhiệm rằng tôi bảo đảm đánh chuột cánh đồng này sạch chuột cả hợp tác xã, không ai dám ký thế. Thưa anh, kể cả những công ty có thể chuyên nghiệp về đánh chuột cũng không ai dám ký một cái cam kết. Tố diệt chuột và bên hợp tác xã thì chúng ta đều biết đây là những người dân địa phương với nhau. Vậy thì khi mà lôi nhau ra tòa như vậy rồi thì tôi muốn hỏi về cái mối quan hệ làng xã, mối quan hệ địa phương, mối quan hệ giữa những con người sống trong một vùng quê, nó có bị ảnh hưởng như thế nào không ạ? Tôi thì tôi nghĩ chả không ảnh hưởng đâu, anh cứ lo thôi chứ. Tôi ở quê mà, tôi bây giờ tôi vẫn ở quê mà, anh nhiều khi anh lo xa quá, không phải đâu. Tôi nói anh thế, bây giờ đôi khi vợ chồng hoặc anh em trong nhà cãi nhau thì bố mẹ cũng phải gọi cả hai bên, đúng không? Dâu rể đến hòa giải không được, đúng không? Nếu mà xung đột lớn quá, lúc đó có khi phải gọi trưởng họ, thì đấy là làng xóm mà bây giờ vẫn tồn tại cái đấy. Thế ở đấy người ta gọi là vẫn là yếu tố hòa giải. Nhưng nếu tranh chấp đất đai, hai anh em ruột tranh chấp đất đai mà hòa giải không thành nhá, trưởng họ không thành thì phải ra tòa chứ. Mà ra tòa tôi nghĩ thấy nó bình thường, có thể rất là đau. Thế nhưng mà nó cũng phải thoải mái để trăng dây cắm cọc mà, đúng không? Đấy, trăng dây cắm cọc cho xong để nó đỡ hết đời này sang đời kia, nếu không nó để lại những cái oán rất là mệt. Tôi nói những vấn đề đất đai, vấn đề phức tạp nhất nông thôn. Còn đây là những vấn đề về dịch vụ. Về dịch vụ thì tôi đã làm hết chức năng rồi, tôi xong cái phần dịch vụ anh khoán tôi rồi, thì anh phải trả tiền thôi. Trở lại với cái nguyên nhân mất mùa của vụ lúa năm 2017 của bà con ở thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, chính là mấu chốt trong cái câu chuyện kiện tụng đang diễn ra tại huyện Nam Sách hiện nay. Nguyên đơn và bị đơn của vụ việc đều có những cái lý giải của riêng mình về cái hiện tượng này và kiên quyết là họ không chịu hòa giải theo mong muốn của Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách. Vậy thì nguyên nhân mất mùa của bà con thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách vụ lúa năm 2017 có phải là do chuột phá hoại hay là còn có nguyên nhân nào khác? Và liệu trong sự việc này các thành viên trong tổ diệt chuột có phải chịu trách nhiệm hay là không? Mời quý vị và nhà báo Trịnh Bá Ninh chúng ta cùng tiếp tục theo dõi trong phóng sự ngay sau đây. Năm 2017, gia đình bà Trần Thị Thành cũng mất mùa như nhiều hộ dân tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Mọi năm, ba sào ruộng bà có thể thu về trên 7 tạ lúa, tuy nhiên năm đó chỉ thu được 1/3. Theo bà Thành, việc mất mùa năm đó là do bệnh vàng lùn gây ra và người dân không hề bắt đội diệt chuột đền tiền. Thì là mất trắng hết, có nghĩa là bệnh vàng lùn mất trắng hết, có nghĩa là mất hết. Chúng tôi cũng đi ghi vào thì tôi bỏ cái này chuột ăn không đáng là bao nhiêu mà tuyên bệnh vàng lùn thôi. Thì là chúng tôi cũng không lấy tiền chuột, mà chúng tôi không bắt đền tội chuột thì là cũng không bắt, người ta cũng là người dân như mình, người ta đi bỏ suốt ngày mà người ta không được gì mà bắt người ta đền thì tội quá. Thế nên là tôi không lấy gì cả, mà đa phần dân chúng tôi không lấy gì. Còn theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Nam Sách, năm 2017, diện tích lúa của huyện chỉ có ở thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa và xã Phú Điền bị thiệt hại nhưng ở mức thấp. Bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, thế rồi cũng có cả cái bệnh lùn sọc đen. Đấy, cho nên nó cũng bị ảnh hưởng đến năng suất. Đấy, thì chính vì thế cho nên là hiện nay là giữa cái việc xác định nguyên nhân chủ yếu là do chuột cắn thì nó cũng không hẳn, thực tế thì lúa cũng có bị chuột cắn. Đấy, thế nên là sau đó thì lúa cũng đã trồi lên đây và nó vẫn cho thu hoạch, nhưng thu hoạch ở mức độ thấp. Trao đổi với phóng viên VTC16, luật sư Trần Tuấn Anh, đại diện luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, cán bộ nông nghiệp huyện Nam Sách đã xác nhận nguyên nhân trực tiếp gây ra hậu quả lúa chết không phải do chuột mà do bệnh vàng lùn. Do đó, nguyên đơn hoàn toàn không có lỗi dẫn đến thiệt hại. Hợp tác xã dịch vụ Cộng Hòa không có đủ căn cứ để yêu cầu những cá nhân tham gia diệt chuột phải bồi thường thiệt hại. Hợp tác xã Cộng Hòa đã không chứng minh được cái mối quan hệ nhân quả giữa cái hành vi lao động của những người lao động theo thời vụ với lại là thiệt hại xảy ra trên thực tế. Mà khi đã không chứng minh được mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả thì sẽ không có quyền yêu cầu những người thực hiện cái hành vi đấy bồi thường thiệt hại. Những người có ruộng đã không yêu cầu bồi thường thiệt hại thì hợp tác xã không thể đủ cái căn cứ
chứng minh mình là người bị thiệt hại để mà yêu cầu những người nông dân này giữ lại tiền lương của những người nông dân này là để yêu cầu bồi thường thiệt hại được. Cũng theo luật sư, lúa mất mùa có thể do rất nhiều nguyên nhân, giống, quy trình canh tác, sâu bệnh, thời tiết, chứ không thể đổ lỗi cho người diệt chuột. Hợp tác xã phải chứng minh thiệt hại của vụ lúa là do chuột gây ra mới có cơ sở bắt người dân bồi thường. Vâng ạ, chúng ta tạm thời gác những cái con chuột qua một bên, mà tôi xin thêm thông tin thêm với nhà báo Trịnh Bá Ninh cũng như là quý khán giả một cái vấn đề mấu chốt nữa là trả lời phóng viên của kênh VTC16 thì người đứng đầu của ngành nông nghiệp huyện Nam Sách đã xác định về cái nguyên nhân dẫn đến cái vụ lúa 2017 tại thôn Cổ Pháp, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách bị thất mùa. Nó không đến từ chuột chết đâu ạ, mà là do lúa phát triển chậm nên là bị nhiễm bệnh nè, bệnh khô vằn, bạc lá và bệnh lùn sọc đen, do nó là ảnh hưởng đến năng suất. Vâng ạ, rõ ràng với những cái nguyên nhân như thế này thì chuột không phải là một cái nguyên nhân chính đúng không ạ? Cũng không hẳn là nguyên nhân chính dẫn đến cái việc thất mùa này, thất bát mùa này. Vậy thì mặc dù là không phải là nguyên nhân chính như vậy thì bà con của chúng ta có được lợi thế hay không trong cái vụ kiện tụng này ạ? Không, bây giờ thì nó phải xác định rõ, nếu mà ở đây bên khuyến nông hoặc phòng nông nghiệp huyện có điều tra đánh giá xác minh rằng lúa ở đây mất mùa do nguyên nhân nào thì nó phải có nguyên nhân. Tổng hợp các nguyên nhân đó cũng phải phân định rất rõ là sâu bệnh thì gây giảm năng suất bao nhiêu, chuột giảm năng suất bao nhiêu phần trăm diện tích mất trắng đấy do sâu bệnh và do chuột thì phân định ra, bởi vì cái này thì người ta có thể quy định được, bởi trên phạm vi toàn huyện chứ không phải riêng mỗi cái thôn Cổ Pháp làm lúa, cũng không phải riêng xã Cộng Hòa làm lúa, mà cả huyện Nam Sách, cả tỉnh Hải Dương người ta làm. Thế phải xác định rõ, nếu như tất cả các vùng khác không bị bệnh mà của anh bị bệnh thì phải xem lại hợp tác xã dịch vụ này. Đấy, là tức là cái việc anh làm dịch vụ về phòng trừ sâu bệnh cho không tốt thì bây giờ anh lại đổ cho cái anh làm chuột. Chuột nó là một trong nhiều yếu tố làm mất mùa ở đây. Vậy đấy, thì khi mà thế, phòng nông nghiệp đã xác định được cái nguyên nhân dẫn đến mà lúa bị thất mùa như là tôi đã đề cập, đó chính là do bị nhiễm bệnh là phát triển chậm, thì rõ ràng là cái bên bị đơn hiện giờ là hoàn toàn thắng thế đúng không ạ? Nghĩa là người ta cũng không thể nào không thanh toán tiền cho mà những người diệt chuột được, bởi vì nguyên nhân đã không xuất phát từ do chuột hay sao ạ? Không, bây giờ cái hợp tác xã dịch vụ mà anh đã nhận với cái công việc là bảo vệ mùa màng, cho cung cấp dịch vụ này, phân bón này, thuốc bảo vệ thực vật này, nước tưới này cho những người làm lúa. Thế bây giờ bà con nông dân mất mùa thì anh hợp tác xã phải chịu, hợp tác xã phải trích cái phần lãi của hàng năm anh có lãi để anh trích trả. Thế còn hợp tác xã dịch vụ thuê ai? Thuê ai thì đến đâu thì cái người được thuê đó, cái ba ông nông dân này thì phải được trả công song phẳng. Tôi nghĩ thế thôi. Bởi vì còn cái chuột chết hay là lúa chết thì đấy là việc trách nhiệm của hợp tác xã dịch vụ, chứ không phải những người làm các công đoạn trong quá trình đấy của những ông đấy. Bởi vì nếu cái ông mà nhận là đánh chuột chết ấy, thì tôi phải yêu cầu anh như sau: một là anh phải đưa cái thuốc đấy, và hoặc là anh khoán hẳn cho tôi một cánh đồng nào thôi hoặc một thửa, nhưng mà không ai dám nhận một cái như thế. Trong cái phóng sự tôi thấy là thuốc thì hợp tác xã là trộn vào xong yêu cầu người ta dịch giải, tức là ở đây người ta gọi là như công thủ công, công thời trong ngắn hạn đấy, tức là khoán việc, tức là đào mương này, phát cỏ này, giải thuốc chuột này, tôi làm xong anh nghiệm thu đi, đạt yêu cầu chưa đạt tôi làm lại, xong đó anh ký vào đây 20 ký cho anh trả tiền tôi. Thế còn kết quả đến đâu thì đấy là cái phần của anh chứ không phải phần của tôi rồi. Dạ, có nghĩa là chỗ này nên hiểu một cách tách bạch hơn ở những câu chuyện làng quê đang diễn ra hiện giờ, đó chính là họ đang làm trên cái công sức lao động và trên cái phần việc mình được giao, đúng không ạ? Chứ không phải là cái hiệu quả của công việc mang lại như là trong cái bản hợp đồng mà họ chưa từng ký. Bởi vì thế này, ở nông thôn hiện nay, đặc biệt là những vùng quê mà cái công nghiệp nó bắt đầu về đến ấy, thì cái công việc mà làm lao động nông nghiệp là đi thuê người là rất khó. Tôi nói với anh, thuê lao động thủ công bây giờ mùa gặt này ở cái vùng Nam Sách, Hải Dương ít nhất phải 250 một ngày công, nếu công thủ công. Còn bây giờ người ta phải dùng máy. Còn những cái việc mà không sử dụng máy được, ví dụ giải thuốc để ruột chuột là không dùng máy được, thì anh phải thuê công. Thuê công thì cứ 200.000, 250 một ngày công. Anh bảo tôi rắc ở chỗ nào tôi rắc chỗ đấy, anh bảo tôi rắc theo kích thước nào tôi rắc đúng như thế, và cuối ngày anh trả tôi tiền. Thế cho nó dễ.
chứ người ta không nhận khoán gọn trong cả một cái dây chuyền sản xuất. Làm sao có vài ông nông dân dám nhận khoán gọn là tôi bảo đảm cho mùa màng của anh thắng lợi, không ai dám làm thế. Rõ ràng là để mùa màng thắng lợi thì quá nhiều những yếu tố, chứ không phải đến xuất phát từ con chuột, đúng không ạ? Vậy thì mấu chốt nguyên nhân của cái vấn đề này dường như nó đang lùm xùm, khiến cho là chuyện làng chuyện xóm của chúng ta đã bất ổn rồi. Vậy thì để giải quyết được cái mâu thuẫn lùm xùm này thì chúng ta phải làm như thế nào? Mâu thuẫn thì tôi nghĩ rằng bây giờ nó phải trở lại những cái vấn đề đơn thuần, những vấn đề kinh tế như thông thường, như các loại hình kinh tế thông thường, loại hình dịch vụ đấy, loại hình dịch vụ nhé, và cái loại hình lại thuê người làm dịch vụ đó với mức trả như thế nào, hai bên thỏa đáng nhau, thỏa thuận ngay từ đầu thế thôi. Phải mà rõ ràng là bây giờ cái chuyện thỏa thuận miệng chỉ có những cái chuyện rất nhỏ, những chuyện động đến quyền lợi của bên thứ ba chẳng hạn đấy, thì rất khoát là anh phải có hợp đồng bằng văn tự. Còn hợp đồng của hai cá nhân anh ấy có thể hợp đồng miệng được vì có người làm chứng, nhưng đã liên quan đến sản phẩm của anh thứ ba và ở đấy nó tác động đến yếu tố thứ ba thì lúc đó rất có là anh phải làm hợp đồng bằng văn bản nó hợp lý. Thế hai bên đọc thật kỹ, ký vào đấy và có người làm chứng nữa, thế thì mới được. Tưởng chừng như là nhà báo Trịnh Bá Ninh chia sẻ nó rất là đơn giản, thế nhưng tôi nghĩ là đối với cái câu chuyện này ở làng quê của chúng ta thì sẽ khó đây, mà chúng ta sẽ bàn sau một ít phút nữa. Thưa quý vị, thưa các bạn, giống như là vụ việc ở xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, thời gian gần đây tình trạng người nông dân ở nhiều vùng quê sử dụng tòa án như một công cụ để giải quyết tranh chấp xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này cho thấy là nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, đứng ở dưới góc độ xã hội, khi mà người dân sử dụng tòa án để giải quyết tranh chấp thì sẽ để lại rất nhiều những hệ lụy. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tổng hợp của chúng tôi về một số vụ việc mà kênh VTC16 đã ghi nhận được trong thời gian vừa qua. Mới đây tại Hà Nam, 18 hộ dân ở xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng đã khởi kiện chủ tịch cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam liên quan đến việc triển khai dự án khu nhà ở Trung Đông, trong đó đã thu hồi trên 10 hectare đất lúa của người dân. Trong đơn khởi kiện gửi tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam, người dân bị ảnh hưởng bởi dự án khu nhà ở Trung Đông cho rằng dự án này chưa đầy đủ căn cứ pháp lý. Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam đã thụ lý vụ án và tiến hành xét xử sơ thẩm. Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm, 18 hộ dân ở xã Nhật Tân tiếp tục yêu cầu xét xử phúc thẩm ở tòa án nhân dân cấp cao, tòa án nhân dân tối cao. Tại Thái Bình, cho rằng quyền lợi bị xâm phạm, gần 20 hộ dân ở xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình đã làm đơn khởi kiện một đối tượng là người thuê đất của họ từ hơn chục năm trước. Vụ việc đã được tòa án nhân dân thành phố Thái Bình thụ lý và xét xử với bản án sơ thẩm, được xem là có lợi cho người dân. Tuy nhiên, đến thời điểm này, người được cho là sử dụng đất bất hợp pháp theo phán quyết của tòa án vẫn đang sử dụng khu đất mà các hộ dân này cho là của mình, nên gần 20 hộ dân ở địa phương này đang tính toán tiếp tục khởi kiện một số đối tượng có liên quan đến vụ việc để đòi lại quyền lợi của mình. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều vụ việc mà gần đây, để bảo vệ quyền lợi của mình, người dân đã tiến hành khởi kiện và xem tòa án như là một công cụ để giải quyết tranh chấp. Không có một số liệu thống kê cụ thể về con số này, tuy nhiên thực tế này cho thấy nhận thức về pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao. Họ chủ động tìm đến các cơ quan pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình, nhưng kèm theo đó là hệ lụy về sự bất ổn khi mà những mối quan hệ tình làng nghĩa xóm có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vâng, rõ ràng khi có tranh chấp thì tòa án là một công cụ để cho người dân tìm đến để giải quyết và phân xử những cái tranh chấp đó. Thế nhưng dưới góc độ của một xã hội, dưới góc độ mà khi mà người ta dùng quá nhiều tòa án để giải quyết tranh chấp thì liệu nó có tốt hay không ạ? Quan điểm của ông như thế nào? Quan điểm tôi là nói chung phải làm quen đấy, bởi vì có một lực lượng, tức là có tòa án ở đấy là công tâm. Thế cũng như anh nói đấy, bây giờ đá bóng nó phải có trọng tài chứ, nó phải có trọng tài chứ, không có trọng tài thì đá bóng thế nào? Hai bên được gọi, mà trọng tài nó phải chuyên nghiệp chứ, tòa án nó chuyên nghiệp. Chứ nếu bây giờ anh cử ra một tổ hòa giải ở xã, cũng đầu tiên thì tổ hòa giải ở cấp cơ sở, đúng không? Hòa giải mà không thành thì đưa tòa án, đúng không? Bây giờ anh cũng như anh ra đá bóng những cái trận chuyên nghiệp, trận cầu chuyên nghiệp nó phải có tòa án phải đẳng cấp FIFA chẳng hạn, nó phải có trọng tài đẳng cấp FIFA chứ. Thế còn nếu anh chỉ đá bóng chơi thì anh có thể cử ra một anh nào đó, thì cũng giống như trong trường hợp này, tôi nghĩ rằng nông thôn cũng phải dần dần làm quen thôi. Những cái gì nó thuộc về những hợp đồng dân sự lớn, ảnh hưởng đến những vấn đề kinh tế lớn, tôi nghĩ rằng là rất khoát nếu tranh chấp là phải ra tòa án. Vâng, rõ ràng ở những cái đô thị lớn hay là ở những cái vùng thành thị thì rõ ràng tòa án lúc nào cũng là nơi mà để chúng ta gửi gắm tâm lý, đó là họ đã quen rồi. Thế nhưng dường như là câu chuyện làng của chúng ta muốn đề cập đến ở đây là người dân còn xa lạ với cái giá trị của tòa án mang lại, và đôi khi họ nghĩ rằng là một cái sự việc khi mà lôi ra tòa án để phân xử là đó là một sự việc rất trầm trọng rồi, nó sẽ ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm của từng những con người, thì bây giờ phải chăng chúng ta nên loại bỏ cái đó đi và chúng ta nên nghĩ rằng tòa án là cái nơi công tâm nhất để mà bà con tìm đến hay không? Không, bây giờ tòa án, những tòa dân sự thì tôi nghĩ rằng nó cũng là một cái chỗ để cho sau này đỡ ấm ức nhau, chứ nếu không ra tòa thì sau này xong cái lần hòa giải đấy
một vụ việc gì đó trong quá khứ lại lôi cái chuyện ngày xưa ra nói với nhau, nó cũng mất lòng nhau lắm. Tôi cho rằng là tòa án nó có cái hay của nó ở điều đó, để đỡ những cái ẩn ức. Đôi khi ở hòa giải thì người ta nể nhau thật, họ hàng này, thế rồi là lãnh đạo xã đến động viên hai gia đình hòa giải, nhưng đến lúc có chuyện gì xảy ra nữa sau này ấy, 5-7 năm sau lại nhắc lại, ôi cái hồi đó tôi mà không nể ông A, ông B, ông C, tôi tha cho ông nhá, thì bây giờ thế này nhá, lại bắt đầu khơi lại chuyện cũ. Cho nên đã ra tòa án một cách nó phân định rành mạch rồi, thế thì tôi cho rằng thế là rất đúng. Chúng ta cũng giống như trong cái cuộc chơi nào đó thôi, cũng fair play thôi, cũng phải có chơi đẹp. Muốn chơi đẹp thì hai bên phải thống nhất nhau rằng nếu tôi với ông thỏa thuận nhau không được là ra tòa nhớ. Ngay từ đầu phải thế. Thế thì lần sau ra tòa thì đấy, chúng ta nói trước nhau rồi, thế dễ. Anh cứ yên tâm là ở nông thôn bây giờ cũng toàn lớp trẻ thôi, người ta cũng tiệm cận với công nghệ thông tin, cũng đời sống người ta cũng rất là thoáng đãng, nhưng không phải vì thế mà mất đi tình làng đâu. Tình cảm nó lại được đặt ở đúng chỗ và đúng lúc của nó. Thế tại sao là kể cả ra tòa án nữa thì ở làng quê vẫn có dỗ họ này, đúng không? Đúng vẫn rồi. Có ma chay cưới xin dỗ chạp đấy, tất cả ở đấy nó vẫn có tình cảm chứ, vẫn góp dỗ với nhau một cách. Nhưng bây giờ nó khác ngày xưa nhỉ? Tôi thấy ở quê nó khác ngày xưa này. Ngày xưa là có thể là một người đứng ra gọi lo cái dỗ xong mời mọi người ăn, bây giờ không. Bây giờ 5-7 người mà dỗ một cái đòn thôi, mỗi người góp một tiền luôn. Tiền sau cuối sao ăn quá đúng không? Không ăn xong rồi cuối cùng quyết toán luôn, thừa thiếu bao nhiêu thừa, mua trái cây về ăn vẫn xong thoải mái. Anh thấy là một sự tiến bộ rất lớn trong nhận thức của người dân nông thôn. Nông thôn bây giờ tôi thấy thế, cái hay của nó. Anh đừng có bị vương vấn lại bởi vì những cái gì đó ngày xưa mà anh nghĩ rằng thế nó mới hay không. Mỗi một thời nó chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề của thời đại đó. Tôi được biết là làng quê thì từ trước đến giờ thì chúng ta vẫn quan niệm là làng quê là những cái nơi rất là yên bình, những cái nơi mà con người ta sống đối đãi với nhau bằng tình cảm nhiều hơn là bằng những cái vụ kiện tụng như thế này, lùm xùm quá như thế này. Vậy thì dưới góc độ của một người chuyên nghiên cứu về vấn đề về xã hội đi, thì nhà báo Trịnh Bá Ninh có những cái giải pháp nào đề xuất ra để cho tránh những cái vụ việc kiện tụng như thế này sẽ xuất hiện nhiều hơn ở những cái vùng quê vốn đã quá yên bình, là một cái nét đẹp trong đời sống của người dân Việt Nam như vậy rồi? Bây giờ tôi nói với anh là cái chuyện yên bình, khái niệm nó phải nhìn nhận ở trong thế nào? Yên bình trong thế tĩnh hay yên bình trong thế động? Yên bình trong thế động thì nghĩa là nó còn vận động và phát triển. Yên bình trong thế tĩnh thì nó thành tù túng, nó là ao tù. Thế bây giờ đã hoạt động kinh tế là nó phải mở, đã kinh tế thị trường nó phải mở rộng. Mở rộng thì có xung đột, mở rộng thì có va đập, mở rộng thì cùng kéo nhau để phát triển, win-win cùng thắng. Thế chứ nếu anh bảo là anh muốn yên bình, muốn tất cả không đứng ngồi im, anh giống một cốc nước trên bàn đi, thì đúng là thế yên tĩnh thật đấy, nhưng nó trở thành ao tù. Ao tù thì không phát triển được. Cho nên tôi vẫn cho rằng ở làng quê bây giờ nó có cái quá trình nó vỡ ra như thế, nó có những cái mà chúng ta những người lớn tuổi thì cảm thấy gay rồi, nguy rồi, nhưng mà trẻ thì thấy điều đó nó bình thường, bởi vì đấy là quá trình phát triển của xã hội. Mà như tôi nói với anh rồi, xã hội nó sẽ tương thích, tức là cái quá trình phát triển đấy thì ứng xử nó tương thích. Vậy thì những người quản trị xã hội ấy, nó cần đòi hỏi những người này cái trình độ quản trị xã hội đó nó phải thích ứng. Anh không thể quá theo cái này hoặc không thể kéo anh theo những người già thì lập tức anh kìm lớp trẻ, anh lại quá đà theo lớp trẻ thì anh lại không tính đến có một bộ phận những lớp người 40, 50, 60 ở đấy người ta có những cái ý nghĩ khác, thì ở đây anh phải làm sao dung hòa cái này, nhưng trên một nguyên tắc cả hai bên đều phải thống nhất theo từ nguyên tắc này, làm sao để làng mình phát triển kinh tế lên, môi trường sạch và không có vụ lộn xộn, không có chuyện ma túy, không có chuyện mại dâm ở làng quê của mình. Tôi phải thống nhất ngay từ mục tiêu ban đầu đã, rồi từ đấy chúng ta mới bàn cách ứng xử thế nào, chứ không phải là anh bảo là bây giờ phải làm sao không thể có chuyện karaoke ở làng được, không thể có cái hàng quán ở làng này được, tức là anh muốn dọn sạch bách đi, anh trở thành một cái gì nó kín đóng lại thế thì nó trở thành ao tù anh ạ. Cho nên nhìn yên bình là phải nhìn trong tình thế yên bình để phát triển, chứ không phải yên bình để đứng im. Đấy, thì mới được. Thế thì tôi mới thỏa thuận nhau được. Để thỏa thuận với nhau và đi đến một kết quả cuối cùng, đó là điều mà tôi và nhà báo Trịnh Bá Ninh đều rất mong muốn trong cái sự việc mà chúng ta đang bàn đến ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, trở lại với câu chuyện về vụ việc lôi nhau ra tòa do chuột không chết ở Hải Dương. Đại diện nguyên đơn chia sẻ với phóng viên của kênh VTC16 rằng họ rất bức xúc vì nếu biết trước đi diệt chuột mà chuột không chết thì phải đền bù vì lúa mất mùa sẽ không bao giờ nhận làm. Tiền công không nhiều giờ lại không được trả mà còn phải đền bù thiệt hại. Thì do đó họ kiên quyết là không hòa giải nếu như hợp tác xã không thanh toán gần 50 triệu đồng tiền công cho họ. Họ trông chờ vào Tòa án Nhân dân huyện Nam Sách sẽ mang lại quyền lợi chính đáng theo yêu cầu của bà con.
và chúng tôi sẽ liên tục và tiếp tục thông tin về diễn biến của vụ việc này trong các chương trình tiếp theo trên kênh VTC 16. Một lần nữa xin được cảm ơn phần trao đổi của nhà báo Trịnh Bá Ninh ngày hôm nay trong chương trình Chuyện của làng, để chúng ta có thể thấy một thực tế như thế này là chuyện của làng đôi khi là những câu chuyện nhỏ, thế nhưng khi mà nó đã mang tầm vĩ mô, nó được xé ra to rồi thì quả là cũng rất là khó để giải quyết, đúng không ạ? Và cần phải có một cái sự giải quyết như thế nào, như chúng ta nói là thấu tình đạt lý, để những làng quê giữ được cái sự yên bình vốn có của nó. Xin được cảm ơn nhà báo Trịnh Bá Ninh rất nhiều đã đến tham dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Chuyện của làng tiếp theo.